Hi there. Hey. So, anh làm nghề gì? Đại loại là hoàng tử của nước Anh. Come to the family, chào mừng con trở dear. Thành một thành viên của gia đình ta. Do you have any idea how much the challenge for delivery? Fight around Harry has always been intense. Meghan, is it true about you and Prince Harry? People are going to say all these things and more. Are you ready for this? She makes me happy, so to hell with tradition. Anh cô ấy làm con hạnh phúc. Em đã từng bị gì? Con đường dòng máu là người da màu. Mọi thứ đều không ổn. Mọi thứ đều ổn. Nếu ai có thể vượt qua được những điều này, thì đó chính là chúng ta. I have dealt with trolls and death threats. Is Rotterdam a picture? I just need you. You are the reason. Are you ready for this? Showtime. Vâng, với những người yêu điện ảnh thì chắc chắn đã nhận ra những cái thước phim rất là đặc biệt. Khi mà Hollywood quá ngưỡng mộ tình yêu của hoàng tử Harry thuộc hoàng gia Anh cùng với Meghan. Vâng, và ngày hôm nay thì không chỉ diễn phim nữa, mà chỉ còn đúng 9 ngày nữa thôi thì sẽ đến một sự kiện quan trọng được công chúng quốc tế chờ đợi. Đó chính là đám cưới hoàng gia của hoàng tử Harry và Meghan Markle, cô diễn viên trẻ người Mỹ. Nhắc đến hoàng gia Anh thì người ta nghĩ ngay đến sự quyền lực giàu có cùng truyền thống lâu đời. Thế nên đám cưới hoàng gia lần này rất đặc biệt vì hoàng tử Harry đã chọn Meghan, một ngôi sao giải trí hơn anh 3 tuổi từ một lần đổ vỡ hôn nhân và mang một dòng máu da màu. Bỏ ngoài tai tất cả những chỉ trích, cặp đôi này vẫn nắm tay nhau tiến tới hôn nhân. Năm Harry mới 12 tuổi, mẹ của anh, công nương Diana đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Công chúng thắt tim khi thấy hình ảnh Harry đi sau quan tài mẹ trong đám tang. Sau cái chết của mẹ, cuộc đời Harry trải qua nhiều thăng trầm. Khác với anh trai mình, hoàng tử William luôn xuất hiện chỉn chu trước truyền thông. Đã có một thời, cái tên Harry ngập trên mặt báo với những scandal, uống rượu và sử dụng cần sa khi chưa đủ tuổi. Mặc đồng phục Đức Quốc xã trong tiệc hóa trang hay khỏa thân tại tiệc ở một khách sạn Las Vegas. Năm 19 tuổi, Harry quyết định tới Vương quốc châu Phi Lesotho. Xúc động trước hoàn cảnh sống của trẻ em mồ côi ở đây, anh quyết định thành lập quỹ từ thiện riêng, nối tiếp bước mẹ trong công tác từ thiện. Với tấm lòng ấm áp, Harry đã đi khắp nơi trên thế giới nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và cuộc sống của Harry như được hoàn thiện sau khi anh gặp Meghan. Không chỉ là một diễn viên tài năng của Hollywood, Meghan còn được biết đến qua các hoạt động từ thiện và là người luôn bảo vệ cho nữ quyền. Mặc dù vấp phải những thị phi về quá khứ một đời chồng và mang trong mình dòng máu da màu, thế nhưng Meghan và Harry vẫn ở bên nhau như một lời khẳng định về tình yêu chân thành. Mối tình ngọt ngào của họ đã có cái kết đẹp khi Harry tuyên bố đính hôn vào cuối năm ngoái. Khi được hỏi anh đã muốn cưới Meghan từ khi nào, hoàng tử không ngần ngại nói, ngay từ lần đầu gặp cô ấy. Không chỉ thay đổi những truyền thống của gia đình hoàng gia Anh, đám cưới của Harry và Meghan còn có ý nghĩa quan trọng ngay tại đất nước mà phân biệt chủng tộc luôn là bức tường ngăn cách giữa những cộng đồng khác màu da. Brixton, phía nam nước Anh, nơi được coi là thị trấn của những người da màu. Người dân đang rất háo hức mong chờ đám cưới của vị hoàng tử nước mình với một cô gái, tuy không cùng quê hương, nhưng có cùng màu da với phần đông số họ. Thực tế, từ trước tới nay, chưa có một người nào có dòng máu da màu trở thành một thành viên của hoàng gia. Đám cưới này là bước ngoặt cho việc thay đổi định kiến. Nó mang đến thông điệp rằng gia đình hoàng gia hiện tại không phải là điển hình cho nước Anh, mà sự đa dạng chủng tộc mới là điển hình. Đám cưới này chắc chắn là một sự khác biệt. Nó làm thay đổi cách suy nghĩ của nhiều người về chủng tộc. Chỉ mấy tháng trước, nước Anh kỷ niệm 25 năm ngày mất của Stephen Lawrence, một sinh viên da màu tài giỏi bị sát hại dã man bởi nhóm thanh niên phân biệt chủng tộc. Vụ án đã trở thành một điểm đen đáng hổ thẹn trong lịch sử nước Anh. Đám cưới diễn ra đúng thời điểm những tranh cãi về phân biệt chủng tộc một lần nữa được dấy lên. Đối với một người lớn lên ở Anh như tôi, người luôn cảm thấy tồn tại sự phân biệt giữa hai màu da, thì đám cưới này đại diện cho sự thay đổi rất tích cực. Những người da màu tôi trò chuyện đều rất ngưỡng mộ Meghan Markle. Họ cảm thấy cô ấy thật gần gũi, cô ấy khiến họ có thể tự hào về màu da của mình. Và việc nàng dâu Meghan bước vào gia đình hoàng gia sẽ khiến nước Anh phải cởi mở hơn về quan hệ chủng tộc mà họ vốn không thích thảo luận. Đây là một điển hình về sự bao dung trong một quốc gia bị chia rẽ nhiều do các vấn đề như chủng tộc và nhập cư. Đám cưới hoành tráng đáng mong chờ là thế, thế nhưng sau những cột mốc trọng đại đó thì sẽ có vô số những trách nhiệm mà Meghan Markle cần phải gánh trên vai. Trong số đó thì có rất nhiều những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt mà bất kỳ một cô dâu nào của Hoàng gia Anh cũng sẽ phải tuân thủ. Phải thật hoàn hảo, khi đứng chào hai chân chụm sát nhau nhưng chân phải chết phía sau chân trái. Hai tay phải đan vào nhau chứ không phải thả ra.
Luôn chỉn chu và thần thái là nguyên tắc hàng đầu. Dáng đi thẳng, mắt nhìn về phía trước, không cúi nhìn sàn nhà. Một cách để rèn luyện là đội sách trên đầu bước đi. Giữ lưng thẳng, điều nữa là phải quay lưng bước ngược lại mà cuốn sách không rơi. Đó chỉ là một trong số gần 20 quy tắc khác nhau mà Megan phải thực hiện, như không mang giày đến xuồng, không được chụp ảnh selfie, không sơn móng tay màu mè, không được mặc đồ lông thú, không ký tặng người dân, không dùng mạng xã hội. Megan sẽ phải học những điều đó, nhưng có lẽ nhiều khi cô ấy sẽ thấy rất bức bối, bởi đây là một cô gái ủng hộ sự bình đẳng trong mọi thứ. Megan cũng sẽ không thể tham gia các công việc chính trị như trước đây. Làm dâu của Hoàng gia Anh thì không thể đi bầu cử. Ngoài ra còn có các quy tắc bất di bất dịch khác như không thân mật nơi công cộng, không ngồi bắt chéo chân, không trang điểm đậm, không ngủ trước nữ hoàng, không đi xa mà không mang đồ tang, phải đội mũ trong các sự kiện ban ngày. Megan sẽ phải nhớ rằng giờ đây cô ấy là một người đại diện cho nước Anh, chứ không phải là diễn viên người Mỹ đóng một bộ phim Hollywood nữa. Trong không khí háo hức của đám cưới hoàng tử Harry và Meghan Markle, rất nhiều chi tiết về hôn lễ hoàng gia này bắt đầu dần hé lộ. Từ những dự đoán, danh sách khách mời, bánh cưới, hoa tươi hay những nghi lễ hoàng gia, tất cả các thông tin xoay quanh lễ cưới đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Vâng, và đây chính là quang cảnh cổ kính trang trọng bên trong nhà nguyện St. George nằm ở tầng hầm của cung điện Windsor. Đây cũng chính là nơi tổ chức đám cưới của hoàng tử William cách đây 7 năm. Chuyên gia cắm hoa ở London Philippa Craddock được giao nhiệm vụ sẽ trang trí cho nhà nguyện này. Sử dụng những bông hồng trắng, hoa mẫu đơn và mao địa hoàng là những loại hoa mà Meghan rất yêu thích. Và đây nữa ạ. Đây chính là chiếc váy cưới được dự báo là Meghan sẽ chọn. Chiếc váy lộng lẫy này được làm thủ công và đính cườm xung quanh của thương hiệu Ralph & Russell. Chiếc váy này trị giá khoảng là 100.000 bảng Anh, tức là hơn 3 tỷ đồng. Còn một điều bất ngờ nữa, hy vọng sẽ trở thành hiện thực cho các fan của nhóm nhạc Spice Girls. Dù chưa có khẳng định chính thức từ Hoàng gia Anh, cựu thành viên Spice Girls Melanie Brown mới đây đã đăng tải bức ảnh 5 thành viên thuộc gắn bó bên nhau và tiết lộ sẽ có sự tái hợp trong tuần tới. Và điều này để ngỏ một nghi ngờ rằng rất có thể là nhóm nhạc đình đám này sẽ tái hợp trong lễ cưới Hoàng gia. Như trong truyện cổ tích Hoàng tử và Lọ Lem, Hoàng tử Harry và Meghan sẽ đến lễ đường trên một cỗ xe ngựa giống như thế này. Được kéo bởi 4 con ngựa Windsor Grey và kèm theo 2 người chịu trách nhiệm hộ tống, cỗ xe ngựa đám cưới hoàng gia sẽ dùng chính là Ascot Lando, được chế tạo vào năm 1833. Trong trường hợp trời mưa thì một chiếc xe khác có mui cũng đã được chuẩn bị để đưa cô dâu chú rể đến với lễ đường.